Những lý do khiến cho bạn khó có thể xem hết series kinh dị Dahmer. Chỉ ra mắt vài ngày thôi, nhưng bộ phim dài tập Quái vật câu chuyện về Jeffrey Dahmer đã khiến cho cộng đồng mạng phải dậy sóng với câu chuyện ám ảnh về tên sát nhân hàng loạt có thật ngoài đời. Để xem hết bộ phim này thực sự không hề dễ dàng, bởi vì trong phim chứa đựng những yếu tố sẽ khiến cho trải nghiệm xem phim của bạn trở nên cực kỳ khó chịu. Yếu tố đầu tiên khiến cho bộ phim trở nên ám ảnh chính là màn trình diễn xuất thần của nam diễn viên Evan Peter. Jeffrey Dahmer được coi là một kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng chưa ai thực sự chứng kiến những điều độc ác mà hắn đã làm. Đó là lý do mà những phân cảnh tái hiện lại một cách sống động trong phim khiến người xem khó có thể chấp nhận được. Từ thủ đoạn dụ dỗ những người đàn ông trong quán bar đồng tính cho đến khi bị kết án vì sát hại 17 nạn nhân, nhân vật của Evan Peters được khắc họa chân thật đến rợn da gà. Những phân cảnh thực hiện tội ác của Dahmer được phơi bày một cách chi tiết mà không chút che giấu, cộng thêm với hiệu ứng âm thanh chân thật khiến cho người xem cảm nhận như mình đang trực tiếp chứng kiến vụ án. Một điều nữa để làm cho nội dung bộ phim trở nên khó xem chính là sự bất công của những người thực thi công lý. Từ cô hàng xóm nhiều lần tố giác